con bị lần này là lần cái não là lần thứ 5 rồi. Ôi trời. Và cái tim á là 2 lần nữa là 7 lần. Bị cái lần sau chót này á là bị hồi là 7 tháng 8 năm vừa rồi. Trái thì nó liệt mặt. Bị năm 2012 thì nó bị đứt ba cái dây chung khu thần kinh trên đây là nó liệt bên trái. Nhưng mà bên trái này nó bị yếu nhưng mà nó có cảm giác. Còn cái bên đây nó liệt không mất cảm giác luôn. Cái chân thì nó yếu nhưng mà giờ có cảm giác lại rồi. Còn cái tay cũng còn mất cảm giác nữa. Cũng như là bóc cái gì đó bóc cũng được hay là cầm cái gì đó. Cũng như là giống như là mình lấy mắt mình nhìn đó, chứ còn thực sự cái tai không biết gì hết. Tai không biết gì hết. Giống như bây giờ sờ cái điện thoại này có cảm giác này. Nó nhẹ nhẹ thôi, bây giờ nó nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà cầm được không? Cầm dở lên được. Cầm nhưng mà nó muốn rớt nó rớt. Rồi thế à? Dạ. Đi nó bằng cửa cửa vậy nè. Rồi. À, cứ đi tới. Quay cái cảnh đang đi bật cửa đó. Bây giờ mình có khi mình làm xong rồi hết nữa cho đó. Bật cho đó là đúng rồi. Ok. Rồi đi tới đây. Muốn bật cửa vậy đó. Ok. Rồi. Vậy đó hả? Rồi cứ muốn té, muốn bật cửa vậy hả? Dạ, muốn té ngửa đó. Muốn té ngửa vậy đó. Rồi, đi tới đi tiếp đi. Ok. Được rồi, vậy là biết rồi. Rồi, bây giờ đi nằm xuống đây đi. Rồi, nữ thần đi. Gặp nhìn nó đây, quên em. Được chưa? Bấp, rồi, quá trời. Rồi, có vài lời. Dạ. Rồi, dừng lại đi. Dạ. Rồi. Rất là cảm ơn thầy. Tôi bị tai biến lần này là cái não á, là 5 lần rồi. Và đột quỵ đi với về tim á, tai biến hốt tắc á, bên Mỹ kêu hốt tắc á. Là 2 lần nữa là 7 lần. Nhưng mà... Thôi em... cái chuyện mà đi mà không được là bật ngửa là mất thời gian lâu. Dạ đi bật ngửa tới nay từ hồi tháng 8 năm rồi tới giờ. Hôm nay được thầy chữa có một lần là giờ này đã đi đã chạy được. Được. Buông gãy được luôn. Buông gãy luôn được rồi. Đó là con hay bị té cửa. Đi vậy đó. Đi nó bật ngửa vậy nè. Rồi. Bấp. Rồi quá trời. Rồi dừng lại đi. Dạ. Rồi. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Chườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.